Các bạn có biết những cây gỗ dài hơn 20 mét được chế biến thành đồ gỗ thế nào không? Video này nhất định sẽ khiến bạn mở rộng tầm mắt. Đây là một xưởng gia công gỗ lớn ở nước ngoài. Trước tiên công nhân sẽ đo sơ sơ chiều dài của gỗ, dài tầm 20 mét. Sau đó đo đường kính. Cây to nhất thì đường kính tầm 80 cm. Tiếp đến là công đoạn dỡ hàng. Có một chiếc máy siêu to khổng lồ như những chiếc móng vuốt đang đợi sẵn. Chiếc xe chở gỗ đến vị trí đã được chỉ định. Lúc này chiếc máy mở rộng móng vuốt của mình, nắm lấy những khúc gỗ này sau đó chậm rãi nhấc lên không trung. Lực lượng này cũng lớn phết đó chứ. Đợi khi xe lái đi thì những móng vuốt này nó sẽ ném số gỗ xuống nước. Gỗ nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Lúc này một công nhân ở gần đó đã nhìn thấy, lập tức lái chiếc thuyền sắt cũ nát lại gần đó. Sau một loạt thao tác, gỗ đã được đẩy đến vị trí chỉ định. Xem ra anh ta cũng khá thành thạo. Cuối cùng anh đẩy khúc gỗ to nhất lên dây chuyền của con thuyền bên cạnh. Theo sự chuyển động của dây chuyền, khúc gỗ này sẽ được đưa đến công xưởng. Thanh niên tiếp tục đẩy những khúc gỗ khác lên dây chuyền. Khúc gỗ được đưa đến công đoạn đầu tiên là cạo vỏ. Một cái lưỡi dao cạo vỏ to chuyển động trong chớp mắt, cạo sạch vỏ của khúc gỗ. Nếu có người không may bị rơi vào đây thì hậu quả khó lường. Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Một lúc sau gỗ được đưa đến công đoạn tiếp theo, đó chính là cắt. Bên cạnh có người điều khiển máy cắt khổng lồ. Khi gỗ được đẩy đến thì sẽ được cắt thành một tấm gỗ. Ta thấy công nhân bên cạnh lấy tay nhấc tấm gỗ ra, trông khá là nguy hiểm. Ở đây làm việc mà chỉ cần không chú tâm là giờ ngay. Nhưng mặc dù nguy hiểm nhưng lương lại rất cao, mỗi tháng 10.000 đô la. Thật bất ngờ, 10.000 đô la bằng lương một năm của tôi rồi đấy. Sau vài lần đi vào máy cắt thì khúc gỗ được cắt thành những tấm gỗ mỏng. Dây chuyền tiếp tục đưa chúng đến công đoạn tiếp theo. Ở đây sẽ cắt tấm gỗ thành những số đo cần thiết. Nhìn lưỡi máy cắt hoạt động đáng sợ quá đi mất. Nghe nói có 3 người từng làm việc ở đây bị cắt đứt cánh tay, trở thành người tàn tật. Nhưng công xưởng chỉ đền bù được phần nào đó thuốc men, sau đó mượn cớ sa thải những công nhân bị thương đó. Vậy nên những người chọn công việc này thì thường là những người bị cuộc sống nghèo khó gò ép. Nếu không ai mà dám làm công việc như vậy chứ. Gỗ đã cắt xong sẽ được kiểm tra và đánh dấu. Vậy là xong rồi. Xem xong video này bạn thấy công việc nguy hiểm với mức lương 10.000 đô la này thế nào? Bạn có muốn làm không?